Đầu này chúng ta sẽ thực hành cái thao tác nhập tính chất sư phạm môn học. Đây là những chính là những thuộc tính của các môn học sẽ được tuân thủ trong quá trình mà phần mềm xếp tự động thì có biểu. Thì cái lệnh này được thực hiện từ cái từ đơn là nhập dữ liệu vào cái lệnh là thuộc tính môn học. Trên màn hình xuất hiện danh sách các cái ràng buộc hay các thuộc tính của môn học. Hiện nay phần mềm TKB đã hỗ trợ tất cả là 17 cái thuộc tính tất cả. Chúng ta có thể nhập lần lượt thuộc tính, từng thuộc tính một hoặc là một vài thuộc tính. Hiện nay ở Việt Nam thì hầu hết những cái môn học mà có những thuộc tính cần phải gán là ví dụ như là một cặp tiết xếp liền, là cái dành cho những môn như là môn ngữ văn hoặc là môn toán chỉ học một tiết một ngày. Đa số các môn học trong thẻ khóa biểu trên nhà trường của Việt Nam đều nên chỉ học một tiết một ngày, trừ ra hai môn văn và toán. Học cách ngày, ví dụ như là những cái môn mà không cần thiết phải học liên tục trong hai ngày, ví dụ như là môn ngoại ngữ chẳng hạn, hay là những cái môn học mà liên quan đến thời tiết, ví dụ như là môn thể dục, thì có thể gắn những cái thông tin như là chỉ học tiết 1, chỉ học tiết 5, v.v. Như vậy chúng ta có thể lựa chọn bất cứ một cái ràng buộc nào. Tôi lấy ví dụ, thông thường chúng ta chọn cái ràng buộc là chỉ học một tiết một ngày. Tức là như sau, chúng ta nháy chuột vào cái thuộc tính đó, muốn gắn đó. Phần mềm sẽ hiện ra cái các môn học và việc gắn cái thuộc tính đó cho cái môn học nào và cho cái khối lớp nào. Để tôi được gắn rồi cho thử, chúng ta có thể lựa chọn môn học và sau đó nhấn nút chuột vào đây và chúng ta sẽ chọn cái việc gắn cái thuộc tính đó cho cái môn học đó và cho các khối lớp hoặc lớp cụ thể nào. Chúng ta có thể không chọn toàn trường, chọn riêng một vài lớp thôi chẳng hạn, lấy ví dụ như thế này, bốn kết thúc. Hoặc chúng ta có thể đặt lại các thuộc tính như này, ví dụ như này tin học tôi đặt lại là chỉ có khối 10 thôi, khối 10 là có học một lớp môn tin học và gắn cái thuộc tính là chỉ học một tiết một ngày cho môn học này. Khi mà chúng ta làm xong, chúng ta bấm nút kết thúc. Nếu chúng ta muốn bổ sung thêm, ta bấm nút bổ sung và sẽ chọn môn học ở đây. Cái việc gắn này gắn cho từng buổi sáng hoặc chiều, chúng ta chú ý như vậy. Hiện nay cái phần mềm TKB hiện nay đang được thực hiện cái việc xếp điều chỉnh tự động hoặc không tự động đều làm theo từng buổi một, cho nên cái việc gắn này sẽ gắn theo từng buổi sáng hoặc chiều. Khi chúng ta làm xong, chúng ta bấm nút kết thúc. Thì đây là một cái lệnh rất đơn giản nhưng mà rất quan trọng và bắt buộc phải gán. Nếu mà chúng ta mà không gán các cái ràng buộc sư phạm trong môn học ấy, thì khi xếp thầy có biểu, khi mà phần mềm tự động xếp, nó sẽ tạo ra những tiết học trên thầy có biểu mà gây ra mâu thuẫn, gây ra không hợp lý đối với về mặt chuyên môn, đối với các cái giáo viên dạy trong nhà trường. Tôi nhắc lại thêm rằng đây là cái chức năng thuần túy chỉ liên quan đến chức sư phạm của môn học, không liên quan đến các cái ràng buộc yêu cầu của giáo viên. Yêu cầu giáo viên chúng ta sẽ được học xong một cái lệnh khác.